30 tháng 8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đã bất ngờ tăng nhanh trong những ngày sát kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Đến ngày 30 tháng 8, một số đường bay du lịch có điểm khởi hành từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ lấp đầy đã đạt trên 70% trong các ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. Riêng chặng Hà Nội, Đồng Hới đã bán hết chỗ. Tuy nhiên, các chặng bay trục chính như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, lượng ghế cung ứng vẫn đang còn nhiều. Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết đang tiếp tục phối hợp các hãng hàng không, đánh giá theo dõi nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9.